thưa quý vị, dạo này tôi cũng chuyển qua buôn bán, kinh doanh chút để kiếm thêm tiền. Trong những mặt hàng thường thường tôi bán là tôi bán các loại dầu ăn. Tôi bán rất nhiều loại dầu ăn của nhiều hãng khác nhau. Nhưng từ lúc tôi biết được dầu ăn Mezan, tôi lập tức tôi ngưng mua những cái dầu hãng khác mà chỉ bán độc nhất dầu ăn Mezan. Dầu ăn Mezan này tại sao? Tại vì rất là tốt cho sức khỏe của mọi người. Dầu ăn rất là cao cấp, gồm có dầu thực vật, dầu đậu nành, dầu mè thơm, rất tốt cho sức khỏe. Quý vị chắc không tin lời tôi nói chứ gì. Nếu quý vị không tin, quý vị cứ thử đi. Mua dầu Mezan về, có Mezan nấu mê ngay. Bây giờ để cho mừng cái kinh doanh tôi càng ngày càng phát đạt, quý vị có thể cùng tôi hát một bài hát thật là sống động bằng cách ủng hộ, vỗ tay đều với tôi nha. 2, 3 đều, lâu, 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 đi. Biên cương lá rơi thu hạ em ơi, đường dài mịt mùng anh không đến nơi. Mây nước buồn cơn lứa binh, hết cây chuyện chung tình, khóc than điên em một mình. Ở bên người ấy em sẽ không buồn đâu, ở bên cạnh tôi em sẽ đâu tựa lừa. Trời đất ơi, cái thằng cha chính lùng là từ ngày tôi mở quán là chả dọn nhạc kê bên nhà tôi. Ngày nào cũng hát ba cái nhạc tàu lao hết trơn rồi. Nè chính lùng, sau ngày nào tôi cũng chửi ông không có lỗ tai ông nghe hả? Tao có cả hai tai nhưng mà tao giả bộ không nghe mày. Ông hát gì mà nghe được không chính? Ông hát gì hàng xóm nào chịu nổi hả? Chắc tôi phải dọn ở chỗ khác quá. Chỉ còn gần nhau một giây nữa thôi, một giây nữa thôi là hai giây rồi. Đó. Hát gì mà nghe được? Ông bước qua đây, bước qua đây nói chuyện với tôi. Cái gì mà chửi tôi hoài vậy? Trời ơi, gì? Nhìn gì? Sao? Hình ông hả? Đừng có giỡn. Mặt ta đẹp quá mà. Mặt này trời ơi. Nè, bỏ qua, đừng có đụng vô cái đồ làm ăn của tôi nghe chưa? Ôi à, nãy giờ nghe đứng nói chuyện dầu thơm gì á hả? Dầu ăn cái dầu thơm gì? À, ai biết đâu. Tào lao. Nè, cho tay ngay ngay. Đúng không? Gì vậy? Trời đất ơi. Nè, thấy nói đúng không? Gặp cái là thấy chướng rồi. Chướng ông gì? Ông ăn mặc cái kỳ cục vậy hả? Ừ. Bằng quần tay, bỏ áo vô quần đàng hoàng. Quần sao chuyện săn lên vậy hả? Hả? Còn cái quần là kéo cao tới vú. Giỡn hả? Sao mắc cười quá? Mắc cười gì? Mỗi người một phong cách thời trang. Sao? Nè, ăn mặc vậy chứ ra đường ai gặp cũng kêu ô, fashionista. Ông coi lại mình đi nha. Tôi sao? Nói người khác là phải nhìn lại mình. Sao? Không có ông già nào sắp chết mà mặt hồng cánh sen. Bóng muộn màng hả? Nè nè nè, tôi không có giỡn với ông nha. Tại sao ngày nào cũng hát ba cái nhạc tào lao nhà tôi chứ? Nhạc gì? Nhạc tào lao hả? Cái nhạc của ông hát á là nghe không có chiều sâu, hiểu chưa? Hát sao là nó sâu, xuống dưới hát cho nó sâu hả? Mỗi người một phong cách nhạc khác nhau, mỗi người một thể loại. Mình già nhưng mà tâm hồn mình trẻ trung, mình hát nhạc trẻ cho chi, cho nó phơi phới, nó trẻ trung, cho nó mơn mởn. Già mà hát nhạc già riết ở mặt trải xệ không? Y sao trùng hợp vậy? Nè, không giỡn nha. Hát như tôi á là phải hát những cái bài hát, hát lên ai cũng biết. Võ Đông Sơn Bạch Tu Hà, Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài, chuyện tình Lan và Điệp, những cuộc tình bất hủ, hát lên ai nghe đều biết. Võ Đông Sơ, Bạch Tu Hà giờ cũng chia tay. Sao? Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài giờ cũng chia tay. Lan và Điệp giờ cũng đi tu. Chỉ có nhà của tôi sáng sáng uống cà phê, tối tôi uống cà phê, gặp nhau cả ngày. Trời ơi, còn vỗ tay chọc ông được, ông đường nước làm lên. Nè nè, tôi nói cho ông biết, sẵn ông bước qua nhà tôi bữa nay nha, tôi sẽ cho ông biết thế nào là nhạc có chiều sâu, phải chưa? Đứng yên đó. Làm gì vậy? Đây. Chiều sâu gì? Có chuẩn bị đầy đủ hết trơn rồi đó. Ừ. Cái gì vậy? Đứng đó là biết. Thấy chưa? Già mà chướng. Cái gì chướng? Đang nói chuyện tự nhiên xách nhạc cụ ra. Sao? Khè thiên hạ. Có khè gì? Mắc mới gì đang nói chuyện xách cái đàn piano ra đây. Trời ơi, cái này mà ông kêu là piano hả ông Chính? Chứ gì. Mắt ông để đâu vậy Chính? Thấy chưa? Hả? Mới nói một chớp là dính. Sao? Piano là nó nằm đằng kia, người ta ngồi đây nè. À,
Người ta gõ xuống là piano. À, cái này là violon. Cái này là đời mới nghe. Còn đời cũ là nó có cái cây cà 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 vô đây nữa. Trời ơi, yếu mà ra gió núp trong xó cho đỡ xui. Đúng rồi, núp trong gió. Được rồi, ông cứ đứng yên quá nha, để nghe cái nhạc của tôi có chiều sâu là như thế nào. Nhạc gì vậy? Già móc dữ hơn. Ngày nào cũng móc mà. Chà, già mà ngày nào cũng còn sức móc hơn. Nè nè nè, ông phải nói cho đàng hoàng, ông phải nói là ngày nào tôi cũng móc đàn guitar nha. Ông nói ông ngưng ngang vậy ta hiểu lầm. Ý tôi là ngày nào ông cũng móc guitar, chứ giờ ông già rồi không móc cái gì, không lẽ móc ống cống. Thôi im đi, nghe tôi hát nhạc có chiều sâu nè. Hát đi rồi phân tích cho hiểu nha. Màn đêm đã buông dần, đèn hiu hắt phố quanh. Nhớ em, anh muốn thét lên. Hát cái nhạc vi phạm pháp luật. Nhạc gì mà vi phạm pháp luật? Ban đêm người ta nhớ nhau người ta lên Facebook, người ta lên WeChat, thấy không? Người ta lên điện thoại, người ta nhắn tin cho nhau. Nghĩ sao ban đêm đèn hiu hắt cô quạnh, nhớ em anh thét lên trong đêm dài, cho cô ăn phường ập vô bắt lên phường hả? Vi phạm pháp luật. Ông Chính ơi, cái này là tôi chỉ nghĩ thôi chứ tôi đâu có phải tôi thét lên giữa đêm dài đâu. Nghĩ là đã phạm pháp ở trong suy nghĩ chưa? Ban đêm người ta nhớ nhau, người ta lên Viber nè, WeChat nè, Yahoo nè, Zalo nè. Zalo mà kêu Yahoo. Ta nhắn tin cho nhau, nghĩ sao thét lên trong đêm dài, con phường ập vô bắt lên phường, rồi đóng 300 ngàn tiền ngu. Đóng xong bị chửi nó, ôi, vết bun là gì? Ngu như bò. Vết bun mà ngu như bò. Cái trình độ vết bun là bà hút. Thôi được rồi. Nó con bò là nó hút à? À, ông nói hay quá. Nhớ ông hát cái đoạn này, ông hát sao? Trước khi hát là phải phân tích âm nhạc là gì. Sao? Mình phải hiểu nó. Mình phải hiểu nó, mình mới đem cái cảm xúc đó mình truyền vô trong lòng mình, mình truyền cho khán giả được, hiểu không? Cha này chắc chắn bị trĩ. Nói chuyện mà cảm xúc truyền truyền. Ông làm gì vậy? Ông làm gì vậy? Sao lá tôi? Nói chuyện không có văn hóa. Làm sao? Mình nói chuyện phải cho có tính thẩm mỹ. Cuộc sống là phải có tính thẩm mỹ xung quanh. Nói cho nó nhẹ nhàng. Ví dụ cũng một câu nói mà mình nói cái nó tinh tế liền. Cha này hình như chả dư cục thịt. Tinh tế liền. Tinh tế con khỉ. Ông nói nghe còn gớm hơn tôi. Ông ơi. Bà nghĩ gì mà bà cười ha hả vậy bà nội? Ông ơi, đừng có nói nhiều đi ông. Con người tôi nói nhiều thịt, thấy không? Móc. Hát là phải hiểu âm nhạc trước, hiểu cái không gian và thời gian xảy ra cuộc tình đó. Hiểu rồi. Nha. Rồi. Móc. Gì vậy? Tôi chuẩn bị hát bà khịa sao bà hát? Sao? Cái gì? Bà khinh bỉ, chuẩn bị hát. Hàng xóm mong thiệt kỳ quá. Thần móc. Lắm đó nha. Móc. Thần lắm đó. Được vậy? Biết rồi. Móc đi, tôi bắt chấp hết. Rồi. Màn đêm đã. Ban đêm là nó phải rùng rợn. Biết rồi. Hát phải hiểu. Hiểu, hiểu. Hát phải hiểu. Đèn hiu hắt. Cô hồn. Cái gì vậy? Quạnh. Nhớ em.
Bậy rồi. Bậy gì? Lớn rồi, trưởng thành hết rồi. Sao? Trời ơi, cứu quăng bom rồi chui xuống hầm vậy. Vô duyên. Mới nghe, tôi mới nghe tiếng bom. Thôi đừng có xạo ông ơi, tôi thấy ông thấy ghét của tôi vuốt xị cái đờn. Cái đờn nó keo quá hả? Ờ. Chà, cây đờn 2D ha. 2D gì? Vừa có âm thanh vừa có mùi. Ghê. Ngày mai qua nhà cho mượn cây đờn 3D. Là gì? Vừa có âm thanh, vừa có mùi, vừa có hiện vật. Cái gì? Hát thì giỡn hoài. Móc. Ừ. Màn đêm đã buông dần, đèn hiu hắt. Cô anh nhớ em, nhớ em. Anh thút thít. Cái gì có thút thít trong này đó cha nội? Nếu mà đang tình cảm với thút thít là sao? Thì bạn đem nhớ nhau thút thít chứ không lẽ thét là công an phường ập vô sao? Ông ơi, thét nhẹ rồi tôi vẫn sửa lời. Bà bỏ đi, bỏ cái loại này đi. Bây giờ tôi chuyển qua cái loại khác, nghe nhàng tình cảm mà không thiếu phần hay. Nhạc rumba tử tình. Ba má gì cũng chơi hết. Thôi em hãy đi về, vĩnh biệt kể từ đây. Thôi nín đi, nín nghỉ. Sao ông cứ nghỉ hoài vậy? Hát nhạc mà nó không phù hợp với thực tế. Sao không thực tế? Âm nhạc là nó phải gắn liền với đời sống của loài người. Ông hát nhạc loài gì đâu mà. Là gì? Sao? Thời buổi bây giờ hết yêu nhau. Ok, là phải nói như thế này. Em còn yêu anh không? Hết với anh. Anh còn yêu em không? Hết với em. Ok, em về đi, anh không đòi quà. Xong. Trời đất ơi. Là những cái chuyện mà thôi em hãy đi quê, quýnh biệt kề từ đây. Hát xong mày đó là con nhỏ về tới Hà Nội rồi. Thôi được rồi, ông muốn cái loại mà hát thì có thực tế thấy liền đúng không? Thực tế. Có liền. Em sẽ đi thư tình tôi đã viết. Em sẽ đi những gì anh đã trao. Em sẽ đi bôi xóa đi một đoạn tình, xô ngã đi một đoạn đời mình đã lỡ trao nhau. Em sẽ đi cái quần anh sẽ rách. Em không sẽ đâu cái quần vẫn còn nguyên. Em sẽ đi sẽ thấy quần ở trong nó xanh lè. Cái gì vậy? Trời đất ơi, cái bài người ta đang tình cảm nhẹ nhàng, ông đưa ba cái áo quần ông vô làm cái gì vậy? Ông Chính hả? Ông giỡn hả? Không có tình yêu nào mà giả mang rợ gì hết. Sao? Làm cho có yêu nhau mà khiến nhau nghèo nàn vậy? Sao? Em xé đi mà đưa nó xé hoài. Nó xé một lần là ồ, bye bye, anh về với mẹ anh liền. Tàn nhẫn trong tình cảm. Nè, tôi nói thiệt với anh nha. Nè, hồi nãy giờ anh bước vào nhà tôi không hát cái bài nào mà cho đàng hoàng tử tế. Muốn đàng hoàng hả? Nè, mà tôi nói thiệt, ngồi ở không rồi ngồi nhậu cải biên những cái lời hát như anh đó, nó ảnh hưởng cả một cái thế hệ trẻ sau này. Ảnh hưởng gì? Con bà Tám. Bà Tám sao? Hôm qua tôi ghé nhà bà chơi, nó ra nó nói tôi: bác ơi, hôm bữa bác chính lùng bác chỉ cùng bài hát nhạc thiếu nhi ngộ lắm. Cái bài hát nó nói về con chim mà nó có dính chút người lớn. Tôi nghe tôi nghe thôi, ủa cái bài gì kỳ vậy con? Ông nghe nó hát nè. Có con chim dành khuyên đừng thích, con chim dành khuyên cái hẹn hò đi chơi ba tháng sau có bầu. Cái gì? Ông chỉ đó ra mới hát vậy chứ con nít nào mà biết bài đó. Gì? Vải. Cứng họng rồi phải không? Vải. Vải là gì? Hát cái nhạc gì tào lao vậy? Chim mà ba tháng có bầu. Hát là phải hiểu nhạc, phải âm nhạc là phải đi đôi với thực tế cuộc sống đang xảy ra.
Sao? Móc. Có con chim vành khuyên mập, dáng trông thật vũ công quá, mặt thẹo đầu đinh, đánh chết cha xóm làng. Chim đập bát chào mau bầm tím, chim đập cô trơn ca bầm đen, chim đập chị sao nâu bầm dập. Có con chim vành khuyên mập, dáng trông thật vũ công quá, mập mập dê dê giống như ông chỉ tài. Cười cái gì? Ông đang nói tập mấy tập mặt. Nè nè nè, ông chỉ tài ông về nào ông nội. Hả? Hả? Đừng hỏi, tiếng vỗ tay để nói lên tất cả. Lao. Kìa, có người chỉ kìa. Đây, hãy cho thưởng thức bằng chứng. Người đàn ông không bao giờ dê. Đây, một dùi. Đó. Không bao giờ dê, tội, dễ thương. Ăn không được, ngủ không được. Ừ. Mỗi lần gặp là than, hổng dài sao anh ăn không được, ngủ không được. Ừ. Vậy em sẽ qua anh mấy giờ mới dậy? 9 giờ sáng. Ngủ thì mấy giờ? 6 giờ sáng hả? Không, 9 giờ tối hôm trước. Ăn được, ngủ được. Nè. Gặp gái là nhai luôn xương hả? Thôi cha, nó bậy bạ không? Nè. Sao tại sao ông qua nhà tôi hồi nãy giờ ông không hát bài nào đàng hoàng nghiêm chỉnh? Hát bài nào đàng hoàng tử tế tôi nghe đi. Sao nãy giờ không yêu cầu? Rồi, yêu cầu. Hát theo yêu cầu người hâm mộ. Rồi. Đừng có hâm dọa là nghỉ hát. Rồi. Tôi hát bài này mà Đàm Vĩnh Hưng còn kêu bằng ông nội mà. Rồi. Bài gì? Xì lo dốc móc. Rồi. Anh nói sẽ đưa em đi hết đoạn đường, mà sao không đưa được lại nhờ xe ôm. Cái gì vậy cha? Đưa có câu đầu đàng hoàng, có sao tàu lao. Như xe ôm là gì chồng? Hay đưa không được là nhờ người khác đưa 50k chứ mấy. Thôi, hát đàng hoàng giùm tôi với anh Chính nha. Hát đàng hoàng là phải hát, hát quê hương chữ tình. À. Bị sao? Bị nhạc quê hương chữ tình là cái nhạc nó đi vào lòng người rồi. Nó vô trong máu rồi. Đúng. Đâu phải ai cũng hát được. À. Hát là phải hiểu hai chữ quê hương. À. Quê hương là gì? Là cái gì? Quê hương là chùm khế ngọt. À. Trên đọt có trái khế chua. À. Bắt đầu tào lao rồi đó. Hay đúng không? Cái cây khế là không có trái chua trái ngọt, cái ngọt ngọt ngọt, ngọt lâu lọt chọt mấy trái chua. À. Thôi được rồi, thôi khỏi khỏi giải thích, khỏi nói nữa. Móc. Nữa. Đang diễn tả cảm xúc một người đi xa quê hương về thấy quê hương thay đổi. Ừ, sao thay đổi quá vậy? Ờ, được rồi, tôi quên. Tôi hiểu lầm rồi, rồi tao làm lại đi. Làm tuột cảm xúc. Rồi, lại. Móc again. Những tháng ngày anh đã lạc mất em trong cuộc đời, có những dĩ vãng đã đưa ta về những miền xa xôi ngày đó. Anh biết bây giờ anh không đến được với em, không phải vì anh không yêu em, không phải vì anh không nhớ em, mà bởi vì nhà anh nước ngập. Thì đang mùi mẫn đường nước ngập phải làm gì em nội? Nhà đầm sen chiều cường lên ngập đi lắm. Bỏ đi. Anh không đến được với em,
Không phải vì anh không yêu em, không phải vì anh không nhớ em. Rất tiếc, xe của anh đã bị công an giam. Cái gì trái nổi? Anh không đến được với em. Không phải vì anh không nhớ em, không phải vì anh không yêu em, mà bởi vì đó là định mệnh. Em dấu yêu ơi, anh đang quay về một năm xa vắng. Anh sẽ đưa em đi tìm một giấc mơ buồn. 10 năm đợi chờ, phải không em? 10 năm hẹn hò, chiếu trong tim. Ta sẽ bên nhau, ta dắt nhau đi về chốn thiên đường. Bóng chiều ngã trên lưng đồi có non. Bóng chiều ngã trên lưng đồi có non. Và đây là dòng sóng xanh tim biếc bên ly nương dâu ngả nghiêng hàng dừa. Và đây là dòng sóng xanh tim biếc. Ta sẽ yêu nhau, ta sẽ bên nhau như ngày âu thơ. Công nhận anh hát cái này rất hay, biết kết hợp đông tây rồi được hòa hợp, tôi thích. Nhất là có đoạn chót là như ngày âu thơ hốt bạc. Đấy. Hay. 3 tháng trời. Nhìn đơn giản như 3 tháng trời. Dữ vậy? Hồi xưa đó, trước 3 tháng á là cứ như ngày âu thơ là hốt hạt cái đùi không? À. Hồi xưa là cứ Thủ Đức, Bình Thạnh, Thủ Đức, Bình Thạnh. 3 tháng sau vô tới Sở Thú luôn. Có đợt vô bệnh viện luôn. Sao vậy? Hốt lố tai. Vô bác sĩ chửi quá trời. Sao? Trời ơi, cái gì bầm tím vậy? À. 3 tháng điều trị bác sĩ vô phòng chửi lần nữa. Đi về đi. Hỏi sao vậy bác sĩ? Nó đã chuyển sang màu hạt dẻ. Ông thầy không ông? Ông gì? Có Nè, hát cái loại này hay nè. Còn mấy cái bài mà mỗi ngày ông hát vọng vọng ở nhà tôi, mấy cái bài gì đó, cái nhạc gì hip hop gì đó, tôi không ưa. Đó là nhạc Lề Đường. Đường phố. Rồi có chữ đường là được rồi. Lề Đường. Đó... Hip hop là quan trọng là cái nhìn mấy đứa hip hop mình phải phân tích. Nhìn mình phân tích, hip hop là không bao giờ đứng im hát. Nãy giờ mình đứng im mình hát đúng không? Đúng rồi. Hip hop lúc nào cũng phải nhảy nhoi nhoi vậy. Đi hip hop nó nhoi dữ lắm. Sao vậy? Chắc có lý do hết á. Cha là nó nhảy giống như con kiến chui đâu đó. Mà khi con kiến mà chui vô là nó phải nhảy dữ. Nhảy. Con kiến sợ quá, con kiến sợ quá hoảng loạn chạy, gặp kiến chúa sợ quá chạy ra. Thầu lao. Nhìn nè, nhìn mấy đứa hip hop á. Sao? Đứa nào hát nhạc hip hop mà nhảy vậy à. Là con kiến hôi chui vô. Ồ. Bị con kiến hôi chui vô nó không có cắn à. Nó hôi thôi. Nó chui vô gặp kiến chú hôi quá nó sợ nó chui ra. Thấy không? Còn mấy thằng nào nhảy vậy? Là sao? Là con kiến lửa chui vô. Đặc biệt thấy thằng nào hip hop mà đứng im hát. Là gì? Con bò cạp chui vô. Biển bò cạp chui vô mà mình nhoi là nó múc con kiến chúa liền. Thấy không? Nhiều vấn đề lắm. Ông kể dài, dám đi học hip hop đâu rồi. Nhiều vấn đề lắm. Ôi, đừng dở rồi. Đây nè, bây giờ đó, ông hát một cái bài nhạc hip hop đi. Rồi tôi phân tích cái hay cái dở đó chỗ nào cho ông nghe. Dạ, dạ. À. Hip hop là nó phải có nó phải có giống như là cái không hiểu cái tiếng, cái nghĩa gì mà ngọt pịt thọt gì đó. Rồi, tôi thử làm ha. Dạ. Bắt đầu. Vô. Bà nội cha nhà nước ngập đây gặp mưa phùn nữa. Mưa phùn gì? Phùn như rồng phùn mưa vậy cha. Nó muốn cái tiếng đó là phải vậy chứ sao ông nội? Ém lời. À ém. Gì phải có giới hạn chứ. Đó, vô. Nhanh lên, kịch tính, âm nhạc là phải có kịch tính. Ông khùng ông nội. Hát cái môi tôi luôn á. Ai biết đâu, thấy táp quá để cho táp. Bà nội cha nghệ sĩ mà táp như cá là hang táp thịt bò chứ. Táp.
hên hên quăng cục ra muốn cho phạt hả gì vậy, dính cục ra muốn hên không hên thì lên làm hoài ta táp nó té nhị hiểu không, phạt phạt rồi vô táp táp đá. Em đi với anh thì cả thế giới này thuộc về em. Em muốn gì thì anh cũng có, em muốn cái gì anh cho cái đó. Em muốn du lịch sang Mỹ, anh sẽ cho phi cơ tới rước. Em muốn gặp Trần Quán Hy, anh sẽ cho em gặp Minh Nhí. Gì ông nội, cái gì Minh Nhí cho mày đó hả? Chứ ông kia ông ở xa quá. Ông Minh Nhí tôi quen, ông ở đây nè. Ông ơi, nãy giờ tôi nói thiệt, tôi đờn cho anh hát thiệt tình. Tôi hát cho anh nghe cũng thiệt tình, mà ông hát cho tôi không có thiệt tình. Đứng một chỗ hát mà la nhạc hip hop, mỗi ngày tôi dán cửa sổ tôi nhìn, tôi thấy ông nhâu như con dầu chứ ông không có đứng yên vậy đâu nha. Ông nhảy nhảy cái gì mà ông nhào lộn dữ dội lắm đó. Cái đó kêu bà cái gì? Ke. Ke hả? Ke. Đâu ông ke đi. Vậy tôi mới chịu nha. Móc. Táp. Hiểu vậy nội. Thấy táp tươi mới để cho táp. Thôi đừng có giả. Vô. Bả đây. Tôi chưa té mà ông mua da hàng gì xui té luôn nè. Hả? Đỡ lên cho. Đỡ. Ai? Đây. Cái gì? Sao? Sao? Đang đạp con kiến chúa. Chuồn gì? Đứng dậy lên mình đi. Sao mấy ký không đạp? Đạp ngay chỗ có hai lạng mấy. Đi không nổi luôn á. Tôi vừa ông giỡn hoài. Nè nè. Có đau lắm không? Không sao đâu. Bữa sau xài dép lào cho nó láng ở dưới nha. Xài dép có gân luôn kìa. Nè nè, bữa nay anh qua nhà tôi. Tôi cũng hiểu anh, anh cũng hiểu tôi rồi. Mình hết giận nhau gây lộn rồi phải không? Nhà tôi với anh hát một bài giao hữu được không? Bài thì ai anh cũng biết mà. Bài này mình có táp không? Thôi đừng có táp. Hát bài kiến chúa đi. Thôi bỏ đi. Anh xin thề anh sẽ yêu mãi thôi, yêu em nồng say suốt đời. Anh number one, đẹp trai dễ thương. Gì vậy? Gì vậy? À, không có bầu mắc ói quá. Và con tim sao nè? Rất chung tình. Vô nè. Anh xin thề anh sẽ yêu mãi thôi, yêu em nồng say suốt đời. Anh number one đẹp trai dễ thương, và con tim rất chung tình. Gặp nhau đêm nay và dường như bao lâu, tình yêu đôi ta đã trao. Mình yêu nhau đi, đừng ngại chi em ơi. Yêu anh nhé. Người anh yêu ơi, em có nghe trong tim. Bao tiếng yêu vang lên. Dành cho em đó, dành cho em đó. Người anh yêu ơi, bao tiếng đi xa xôi. Không biết đâu anh ơi. I love you. Oh,
anh ơi. I love you. Oh oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Hey, I love you. Ngoài những cái chương trình thời trang ra thì em cũng rất là quan tâm những cái chương trình mà mang tính chất là gọi là truyền hình thực tế đó quý vị. Sau đây là em xin mời được toàn thể quý vị và các bạn sẽ đến với một trong những cái chương trình mà gọi là hot nhất là năm qua đó quý vị. Thì xin thưa với gọi quý vị là cái chương trình của em là quý vị biết là em đã dẫn chương trình cặp đôi hoàn hảo không? Quý vị biết không quý vị? Quý vị biết em dẫn chương trình thực tế của bước nhảy đúng không quý vị? Quý vị biết em nhảy dẫn chương trình The Voice Kids đúng không quý vị? Dạ bữa nay em tổ chức chương trình The Voice Cúc. Yeah. The Voice Cúc là dành cho những em nhỏ nhắn thân hình như chim cúc và bây giờ chương trình The Voice Cúc bắt đầu. Giới thiệu thí sinh nhà cửa xa xôi từ miền xa xin thi trước, rất là ham học, rất là mê âm nhạc. Xin giới thiệu thí sinh Mr. Bell. Chào các một tràng pháo tay cho thí sinh Mr. Bell thưa quý vị. Hả? Trời ơi. Hình như con bị Mr. Bell xin kính chào quý vị, cô bác, anh chị, các bạn trẻ và các bạn nhỏ kính mến. Cái thương rồi. Ê. What's up, baby? Chú nè. Biết chú hả? Coi chú trên truyền hình hoài, bữa nay mới gặp chú đó. Biết chú hả con? Con đăng ký lâu lắm rồi, bữa nay con mới được lên thi nè. Biết chú chú hả? Mà. Là ai? Hỏi hoài, chú chứ ai? Con dạ. Biết chú mà. Biết rồi, thì chú là ai nói nghe coi nè, chú là ai? Mệt quá, hỏi hoài. Con biết chú. Chú làm chương trình The Voice Kids đó. Biết rồi, thì đó, nhưng mà chú thì chú chấm cho con Phương Mỹ Chi á. Đúng rồi, thì biết chú là ai? Là như con không biết vậy. Trời, có chú tới sáng luôn thiệt á, là nổi điên. Bây giờ chú hỏi lại một lần cuối, con có biết chú là ai hay không? Chú tên Thành. Đó, phải như vậy đó. Bây giờ nói luôn được cái lót là hay nè. Tên cái gì nè? Hả? Tên lót là tên gì? Thì chú là tên Thành đó. Con biết mà. Con biết chữ lót với cái chữ chót không? Lót chữ đầu á hả? Biết sao không biết. Tên gì? Không hoài. Làm như người ta ngu lắm. Thôi bỏ đi ha. Mình bỏ qua cái giai đoạn. Chú đố con hả? Chú tưởng con còn nhỏ. Con không biết chú là ai hả? Biết chú bộ. Chú Thành. Chú là chú Thành. Mình Thành hay Thạnh? Chú Thành á. Nó nửa Thành nửa Thạnh. Bây giờ cô nói là Thành hay Thạnh? Thành chú. Cái tên đầu của chú con biết luôn nè. Tên gì? Nói chú đừng có khen con nha. Con nói chú thưởng con nghe. Tên gì nè? Chú Thủ Thành. Là như không biết vậy. Đố hoài. Sợ rồi, mặt xanh lè. Thôi trấn Thành thôi. Trấn Thành. Mệt quá. Trấn Thành. Thủ với trấn cũng thứ một hả? Bắt lỗi có phải hoài. Em con thi nít mà nó trả treo quá. Nít hoài. Rồi thi. Rồi con nói là đúng hết được dạ. Chưa? Cái nho ông bà xưa ta kêu trấn là thủ đó. Rồi bây giờ là dưới quê lên đây phải không? Dạ con nghe chương trình chú thông báo. Chú gửi điện về nhà đó là con lên liền. Đúng con rồi. Đi 7 ngày rồi mới tới. Trời đi gì mà dữ vậy? Đi bằng xe hả? Không có. Đi bằng gì? Ghe. Quê con ở miền sông nước. Trời sâu quê, lắm. Quê con ở đâu? Cuối cùng ở dưới kia. Quê con ở đâu? Chú hỏi gì? Không phải biết cái lý lịch của thí sinh chứ con quê con ở đâu nè. Chú biết Bạc Liêu không? Biết, biết. Quê con ở Cà Mau. Sao nói luôn đi vòng vô Bạc Liêu chi vậy trời? Thì đi Bạc Liêu mới tới Cà Mau. Thì vòng vô Cà Mau luôn đi. Thì thôi con nói vậy chú biết được rồi. Rồi con ở Cà Mau rồi ba má con ở đâu? Cà Ná. Sao kỳ vậy con ở Cà Mau sao ba má lại ở Cà Ná? Chú mới kỳ á, thì ba má con sanh con ở Cà Mau thì ba má con ở Cà Mau chứ. Chú hỏi vậy chi để cho con nói Cà Ná. Nó bắt bẻ mà nó giận họng cũng ghê lắm á. Chú mới nhiều chuyện á. Nó giận lân thì nó nói luôn Cà Mau đi, nó còn móc mình Cà Ná nữa hả? Con còn nhỏ tuổi con không biết thì chú hỏi gì cho nó gọn gọn đi. Biết rồi. Và Cà Ná với Cà Mau phải không? Là ba má là Cà Mau, con Cà Mau phải không? Đúng. Và Cà Mau phải không? Cà Mau. Rồi. Lớn em nhiêu tuổi? Hai. Mặt này 2 tuổi. Mày hai.
Nói bao nhiêu tuổi? Hả? 3. Thầy nãy 2 giờ 3. 4. Không có tập đọc nha, mấy tuổi? 14. 4 hay 14? 10, 14. Con lớn hơn Mỹ Chi. Trời đất ơi, gần hết cái tuổi cuối cùng mà tham gia năm sau là ngưng thi rồi đó nghe. Con với Mỹ Chi là bà con á, Phương Mỹ Chi á. Biết hả? Dạ. Phải không? Bà con. Ồ vậy hả? Dạ. Ủa quan hệ sao? Ông nội của con Chi với ông ngoại con hồi xưa ăn bún riêu chung. Gần lắm. Rồi sao thân vậy? Thì hai người ăn chung mỗi ngày đó, thân rồi kết nghĩa với dòng họ luôn. Ồ vậy hả? Dạ mà chia tay rồi. Giờ con với gia đình Chi không có thân như hồi xưa nữa. Sao vậy? Ông nội con lấy mắm tôm trộn vô mặt con ngoại con Chi. Cô chị ăn uống không được cho luyện cho mặt nó có thú gì cả. Biết ai không hồi xưa con không biết nghe kể lại không? Rồi thôi bây giờ thì con có quen Mỹ Chi, con có cái gì dính líu tới Mỹ Chi không? Thì con bà con thôi, con là con có họ đó, hồi xưa ông ngoại con là... Ủa họ Phương luôn hả? Đặt con họ Phương luôn, cái xã con là họ Phương Mỹ nhiều lắm. Vậy thì cái tên thiệt của con là tên gì nè? Phương Mỹ Chu. Phương Mỹ Chu à? Dạ. Nghe cũng được quá ha, rồi dạ. Rồi bây giờ thi môn gì cho chú nghe coi. Dạ, thưa tên là Phương Mỹ Chu nha. Chú mai mốt chú giới thiệu con trong chương trình là Phương Mỹ Chu. Còn hồi nãy chú giới thiệu Mr. Bell, không phải tên của con đâu. Cái đó là tên Facebook. Nó 14 tuổi mà nó tên Facebook nữa. Rồi, nói đi con. Dạ. Dạ, môn đầu tiên thi cái gì vậy chú? Sao con thi chứ chú ai biết được? Vậy bây giờ vòng đầu tiên là chú muốn cái gì? Nhảy được không? Cái gì cũng được, ở dưới quê nhảy hoài. Nhảy phải không? Rồi kéo kéo mở 500 bạc nhạc đem cho em nó nhảy. Nhạc tự do hả? Tự do. Đó. Gì vậy? Bị gì vậy? Rồi con sao bị gì? Làm gì giật dữ vậy con? Có sao không? Cái gì vậy? Con chú có giỡn nghe có sao không vậy? Con chúng ta sao nó quéo rồi? Con sao nó càng nhảy càng quéo vậy? Con sao vậy? Mày tắt nhạc đi! Tắt! Trời ơi nó như con cản đường Hugo vậy trời. Chú Thành cứu con. Gì vậy? Bị gì vậy? Dợp bẻ. Trời ơi, mày búa cho giữ con mà dợp bẻ. Dịnh lại đi. Đời. Chú ác quá. Trời ơi. Cho nhạc nhẹ nhẹ thôi chú. Nhạc tự do chú cho nhạc gì là lanh làm xích sao nhảy nổi. Chứ con dừng, con giật dữ vậy. Mai mốt cho nhạc im dịu đi, con nít mà. Trời ơi, bây giờ im dịu nè. Mệt ghê đó. Bây giờ nhảy là thấy trất quất rồi. Mệt quá. Quê với Cà Mau đúng không? Dạ. Là gần ở chỗ của nhạc sĩ Cao Văn Lầu đó bên Bạc Liêu. Bác Lầu hồi xưa nổi tiếng đó, về ca cổ lắm đó. Thì đó, có biết ca giọng cổ không ca chú nghe? Đó là quê hương con mà. Ca bà về quê Cà Mau đi cưng. Tỉnh khác được không? Hả? Thế ca Cà Mau. Sao mình Cà Mau mình ca tỉnh, mình ca tỉnh. Rồi chú là MC giám khảo mà. Chú kêu con hát gì, con hát cái đó. Con ca bài nói về quê hương Cà Mau của con. Cà Mau của con. Là cuối cùng đất nước. Không cần giới thiệu địa lý đâu con. Mình ca luôn đi. Ai biết chú cũng muốn kể luôn. Cà Mau ngay quê con là nổi tiếng dùng có lát làm chiếu. Làm chiếu á, lấy cọng lát làm chiếu. Trời đất ơi, nó nói từ kia có lát, ta tưởng người ta bị lát thì nó nói phải vô vấn đề con. Rồi làm chiếu thì ở dưới Cà Mau có bài nổi tiếng nhất từ trước đến nay. Là bài ai gì? Có biết bài đó? Tình anh bán chiếu. Đó vậy được á. Rồi ra chú nghe thử. Dạ. Xin gửi đến quý vị khán giả, ban giám khảo, bài hát Tình anh bán chiếu. Ghe chiếu Cà Mau cắm sào trên bờ kinh ngà, bảy cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào. Thôi bỏ đi ha, bỏ đi, bỏ đi, bỏ liền luôn đi. Trời ơi. Sao chú? Người ta là nghe cắm sào bên gòi kênh ngã bảy, rồi cô gái năm xưa mới chẳng thấy ra chào. Nó tới cái ngã nó cho ta đậu luôn ngay bùng binh, nó không cho đi. Rồi bảy con mẹ phóng cùng một lúc. Làm sao vậy? Con Đức Hơi. Đức Hơi thì đừng có ca cổ.
ai biết nãy mình ca cái môn gì hợp với cái hơi mình đi. Môn thì chứ người ta nhỏ, còn nhỏ thì tới đó bị đứt hơi, mai mốt ca lại giọng kinh ngã bài. Ờ dễ thôi, vậy đi nghe, bây giờ chuyển qua dân ca đi cho nữa nó nữa hả. Dân ca nó hợp với con hơn. Dân ca hả? Biết ca nhạc dân ca không? Biết, cái đó cũng biết lắm. Ca bài về quê mình luôn đi. Dạ xin gửi đến quý vị giả ban giám khảo với chú Trấn Thành, con xin hát bài Áo Mới Cà Mau. Ê hey, không được, bài đó Mỹ Chi hát rồi. Sao vậy? À, sao chú cho nó hát trước con? Vô duyên nhạc của ta thì ta hát thì... Con lên con thi chú chừa bài đó cho con chứ. Có lẽ nghe nhạc của ta chứ không có nói đâu trời. Nhỏ này chuyên môn đi trước là giành bài hả? À, con bài một ở dưới quê con với nó hát chung mà nó đi thi là nó lên trước là nó ca bài đó hả? Rồi bây giờ có ca không? Đổi bài khác đi. Rồi đổi bài khác. Con cũng phải ca bài đó. Ca bài khác đi. Áo Mới Cà Mau. Mau nữa hả? Nó ca rồi ca gì nữa? Con ca trên nhà, nền nhạc đó, con sửa lời. Ai viết? Đi trên ghe con viết luôn. À, về ai? Ờ, gia đình con nói nặng nói nhẹ con quá. Trong lúc đi con buồn bực, con viết luôn bài hát, nói vậy con. Gia đình gì nói nặng nói nhẹ nói, trời đừng nói cho chị. Thì ca xong rồi mới biết. Rồi, rồi bài gì, tên gì? Hôi lắm thằng Beo. Nghe cái tên thôi thấy nặng mùi rồi đó. Coi ca đi con, ca thử chú nghe coi làm sao. Dạ xin quý vị khán giả và ban giám khảo và chị Trấn Thành, con chuẩn bị con hát bài dựa trên nền nhạc Áo Mới Cà Mau. Rồi. Con hát bài Hôi Lắm Thằng Beo. À, ca đi con. Chú biết bài đó không? Dạ biết. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Chính xác. Bắt đầu. À, bài 2 của con. À, nghe nói thằng Beo hôi lắm, nó tắm rồi nó vẫn còn hôi. Thằng Beo hả? Thằng Beo ngồi đâu hôi đó? Chết cha, nó lên tới cái đẳng cấp đó rồi hả? Mà nó đứng nó hôi cả người. Người ta nín luôn đấy. Nguyên cái bài nó bốc mùi từ đầu tới đuôi hả? Trời ơi, con lớn rồi, 14 tuổi rồi, sao không tắm rửa sạch sẽ để nó hôi, nó thúi từ đầu tới đuôi vậy? Ta đi trên ghe 7 ngày, không có tắm. Gia đình nói mày tắm đi, mày không tắm hôi lắm, con thì... buồn, con viết bài đó. Kệ nó đi, cái chuyện mình viết cái nhạc của mình viết, muốn viết gì mình viết. Vậy giờ chú muốn làm sao? Chữ thơm đâu, nó cùng dần bỏ nó vô. Khó đi tắm quá. Cho nó thơm. Rồi, khó quá. Ca lỡ nè. Tới đâu rồi? Mà nó đứng nó hôi cả người. Mai mốt thằng Beo nó tắm. Đó, phải được không? Con đích là phải tắm nè. Đó, bắt đầu được rồi đó. Tiếp con. Nhưng tắm rồi nó vẫn còn hôi. Dù cho thằng Beo có tắm, người thằng Beo cũng thôi như thường. Giơ tay rồi. Đậu rồi. Rồi đậu. Ừ vô. Lãnh giải. Lãnh gì chú? Cơm hộp. Hả? Ăn cơm hộp hả? Cơm hộp thôi chứ ca vậy ăn cơm hộp đâu chúng ta. Cảm ơn chú Thành. Ừ. Cho con lãnh giải hộp. Xuống ghe cho ba má con với gia đình con ở dưới nghe. Ba má nữa hả? Dạ ở dưới ghe. Rồi thì cho ba má với con mỗi người ba hộp rồi đi. Không có phần của con đi theo nữa, một xà lan lận. Cảm ơn chú Thành, cảm ơn, để con vô lãnh con. Dạ chào quý vị khán giả, chào ban giám khảo. Trời ơi. Em đậu rồi, chào ban giám khảo. Em con vô ngay chú Thành. Nó ca có một bài mà nó cho một xà lan người ăn. Trời ơi, vô kênh phát tiền, phát sản, tuyên bố, ngoái. Con cảm ơn chú Thành, cảm ơn chú Thành. Trời ơi, cái tiền giả. Trời ơi, thấy gì vô. Trời ơi, con thẳng. Trời ơi. Thì bây giờ hả? Trời giờ ơi. À, cái chén tôi là cái gì? À, ai ăn cái gì? Hủ tiếu mì à, mình bánh. Bây giờ trời đất ơi. Đi con ơi, tao ngủ rồi, để tao ngủ đi. Cái chén người ta để đây ăn, người ta lau sạch sẽ rồi đưa cái giò gác lên đây. Hả? À, ở đây cái chỗ khách người ta ra ăn rồi đi ngủ ở đây. Có gì đâu rồi, sao chùi chút xíu rồi sếp rồi. Trời đất ơi, mấy cái này. Tôi nói cho ông nghe nè. Ông nhớ cái câu tôi rủa nghe, tôi nói trước sau gì ông cũng bị đuổi, ông tin không? Wow.
ông tài lanh tài khôn này, ông cho chén cho mâm cho đũa, ta cỡ nào cũng bị đuổi, tôi nói thiệt đến nó. Tôi nói nghe là chứ bây giờ lẽ ở trong quán không có bao giờ xài tới á, không có ai ăn cái chén cái lũa lẽ nó bị móc nó bị hư, lâu lâu tôi phải lập bẻ hoài đó để cho bà chủ bà mua cái mới về cho thấy cái chén cái lũa ở trong cái quán nó mới hoài, đúng không? Thà cho làm phước người ta đi chứ lẽ lẽ tôi lập bà bẻ cũng vậy thôi, tôi mang thoại thôi chứ, đúng không? Lát tôi kể ba nghe vụ này. Trời ơi, kể đi, có đâu có sợ. Hai đứa mình là cũng làm công như nhau thôi, đâu có gì đâu mà hồn nhau, đúng không? Bỏ ly à, ly cũng có ngày sẽ ra ly thôi. Nói hay lắm. Tôi nói cho ông nghe, cái miệng tôi quở chưa ai rớt nghe, tôi nói cho ông nghe, hay ha. Trời ơi, phụ nữ nghiêm túc, sao chị chịu khó thay đồ mà bữa nay chị lịch sự quá vậy? Rút kinh nghiệm cái tác vừa qua. À vậy hả? Hở hang quá chúng nó ghét. Kính đáo lại một chút, thay đổi cách phục vụ. Bây giờ không tươi mát nữa, tươi mát quá nó thừa kiện coi như là đóng cửa tiệm ha. Bây giờ nam hay nữ mày đều tiếp hết, tao không tiếp nữa nha. Nhưng mà mày nhớ, không cần nhìn ánh mắt nữa, bởi vì mày phán đoán sai không. Khách vô tận nơi, ngồi tận nơi mày mới tiếp. Khách ở ngoài không kêu vô, khách lạng qua lạng lại không mời vô, khách ngồi tận bàn mày mới tiếp. Không hiểu chưa? Miễn làm sao làm, không cần biết nó đi tới đâu, miễn nó ngồi xuống em mới tiếp. Nhớ đó. Tao vô nha. Tao đi. Nghiêm túc quá. Rất là nghiêm túc. Nghiêm túc quá. Có nghĩa là phải ngồi xuống mới tiếp phải không? Không làm gì hết, không ngoắc khách, ngồi xuống rồi mới tiếp. Rồi thì ngồi. Chưa ngồi. Tiếp. Dạ chị. Em chào chị. Dạ chị vô quán ăn hả chị? Hân hạnh xin chào đón chị đến với quán ăn em. Cái này là cái quán hả em? Dạ đây là cái quán chị. Chị nhắn quá vậy em? Dạ. Chị đi đâu vậy? Chị đi đâu vậy? Chị không nghĩ đây là cái quán. Không, đâu đông mà, không quán đông lắm, tại vì chưa tới giờ ta ăn thôi, chị đừng đi. Chị nghĩ cái chuồng đông hơn cái quán của em á. Không, đi, đừng có đi. Đây, tới giờ cơm trưa người ta ra, đông lắm, thiệt, bình thường đông lắm, đây, chưa tới giờ á. Chị thích ngồi quán đông. Dạ. Chứ chị không thích ngồi quán vắng như em thế này. Quán vắng gì? Lát, em hứa chị luôn, em thề. Đông phải em thề hứa, lát một đông, đông nghẹt người chị ơi, đông lắm. Dạ. Quán em bán đồ ăn ngon lắm, dạ chị ngồi chơi. Dạ. Trời ơi, em nhìn chị là biết là khách sang rồi đó nha. Nói với khen chị, em nhìn chị là biết chị là quý bà nè. Doanh nhân đúng không? Giáo viên đúng không? Em ơi, giáo viên ăn bận như chị vậy hả? Dạ, dạ em xin lỗi chị. Giáo viên phải mặc áo dài. Dạ, dạ em biết rồi, chị ăn bận vậy thì em biết chị là vũ nữ rồi. À, trời ơi, sao quýnh em? Dạ. Nghĩ sao nó chị ăn vũ nữ, xúc phạm nhà vũ nữ cũng không có ăn mặc như vậy. Dạ em xin lỗi chị, dạ chứ dạ, em hỏi chị chứ giờ dạ, chị là... À em biết chị rồi, chị là nghệ sĩ phương. Chị cũng không phải là nghệ sĩ. Dạ. Không chị phải nghệ sĩ. Cũng không phải là giáo viên. Không phải giáo viên. Chị cũng không phải là vũ nữ. Dạ. Chị làm cái loại gì đó nó tầm cỡ lắm, em không cần biết đâu nha. Vậy thì em hỏi chị là cái loại gì? Chị cũng không biết chị là cái loại gì nữa cơ. Đâu sao kỳ vậy ta? Chị không phải là ca sĩ. Dạ. Không phải là kịch sĩ. Dạ dạ. Nhưng những người nghệ sĩ nói chung gặp dạ. Chị là phải mời chị ngồi để mà được nói chuyện với chị, được mời chị ly nước. Có Đàm Vĩnh Hưng đó nha. Đàm Vĩnh Hưng, em mê Đàm Vĩnh Hưng lắm. Phải đứng lên mà chào chị và mời chị được ngồi nói chuyện. Trời ơi, anh Đàm Vĩnh Hưng mà còn phải mời chị nói chuyện hả? Ừ. Còn chị nói nha, cỡ mà gọi là MC á, Lê Hoàng đó nha. Dạ Lê Hoàng. Trấn Thành đó nha. Dạ. Ngồi nghe chị nói không thôi. Cả đêm chị ngồi đến 6 7 giờ sáng để chị biết chị là cái loại gì mà chị không biết được cái. Trời ơi, chị là một cái nhân vật lớn, chỉ là như vậy thôi. Ngày xưa thật sự thì chị có yêu một người, thì từ đó là chị yêu nghệ sĩ hả? Yêu ai vậy? À chị yêu gọi là Lý Hải đó. Chị yêu Lý Hải hả? Chọn đời bên em rồi đó phải không? Đó. Trời ơi hay quá. Rồi Minh Nhí nha, nghệ sĩ hài Minh Nhí rồi nha, là chị không có yêu mà là tình anh em thôi. Phước Sang rồi nha, Hoàng Sơn là ở chung một nhà thôi. Trời, chị là cái loại gì mà ai chị cũng biết hết trơn vậy trời. Hay quá, chị còn quen ai nữa không chị? Có cái mối tình nào sâu đậm mà ấn tượng không chị? Ấn tượng nhất hả? Dạ ấn tượng nhất. Mới đây thôi. Đẹp trai không? Nói chung thì cao ráo, mà mái tóc đẹp nhất showbiz. Mái tóc đẹp để em đoán coi. Mái tóc đẹp nhất showbiz hả? Ừ. Đẹp nhất showbiz là chắc có Quyền Linh. No. Chi Bảo.
No. À, Trương Nam Thành. No. Lương Thế Thành. Nhật Cường. Nhật Cường là chỉ có mụn thôi. Em xin lỗi chị, nhưng mà em hỏi chị với bây giờ mái tóc đẹp trong showbiz là ai? Phan Đình Tùng. Đối với chị là Phan Đình Tùng có một mái tóc bồng bềnh. Cái mái tóc anh Tùng là cái mái tóc ẩn dụ đó chị. Không tưởng tượng là không có ra nó đâu. Dạ. Bởi vì mà thật ra thì vậy, chỉ có 8 tuần thôi, 8 tuần yêu nhau đó nha. Dạ. Mà đi ra đường ai cũng gọi chị với Phan Đình Tùng là cặp đôi hoàn hảo á. Trời ơi tôi chết rồi, chị là người yêu của nghệ sĩ. Trời ơi nãy giờ chị không nói. Nhưng mà chị nói tôi nghe nha, với Phan Đình Tùng chị khẳng định là chị không có yêu. Sao vậy? Chị ghét quen ai có vợ chị. Trời đúng rồi, có vợ mà còn quen chị sao kỳ quá. Sau này Lý Hải nè, Lý Hải có vợ rồi chị cho lên đường luôn. Đúng rồi. Nhưng mà người lâu nhất là Ưng Hoàng Phúc cơ. Trời ơi Hoàng Phúc quen chị luôn hả? Trời ơi chị quen nhiều người quá, em mê chị quá. Chị mai mốt giới thiệu nghệ sĩ tới ăn quán em đi. Em mê chị quá hả? Mà chị nói nè, em mà sống á, làm con người là phải sống thật nha. Đúng rồi, phải sống thật. Cuộc đời bây giờ cần nhất là sự thật đó cưng. Đúng rồi chị. Ví dụ nút ruồi cưng là thật hay giả nè. Dạ không, nói thật chị. Dạ, rất là thật đó. Cái này là nút ruồi là ngày xưa là tự đẻ ra là thâm đen như vậy đó. Tóc em tóc thật hay giả đây? Dạ tóc thật chị. Không có một cái mái tóc giả nào xấu được như tóc của em. Dạ, tóc này là thật đúng rồi. Tóc hoàn toàn thật. Không nói nè. Không nói. Dạ. Em thấy tóc chị đẹp không? Dạ đẹp nè, tóc thật nè. Đúng không? Tóc nói. Nói đó cưng. Sao chị mới nói chị sống thật mà chị thích cái gì cũng thật. Em lại nghĩ sai rồi, mình sống thật. Nhưng mà tóc mình nối thì mình nói là nối thì có nghĩa là mình sống thật. À có nghĩa là không cần là tóc thật, chỉ cần là tóc nối mà mình nói thật là mình có nối cũng là thật. Dạ. Cho nên sống phải thật chút xíu. Dạ. Ghét sống dạ vô lắm. Này chị đã từng mặc cái áo 2 tỷ. Dạ. Nhưng chị không bao giờ chị nói chị mặc áo 2 tỷ. Ồ vậy là cái áo này là 2 tỷ đó hả chị? Nồ áo này 150 triệu thôi. Ồ miếng xà lách son gì mà 150 triệu đó hả? Em mà mắc ở chỗ là cái người thiết kế là mình có tầm cỡ. Quán em rất hân hạnh được phục vụ chị ăn gì? À, quán mình có gì cưng? Dạ có đầy đủ các món ăn, sơn hào hai vị, cái gì cũng có. Thôi bây giờ có cái vú nướng không? Dạ vú dê nướng có, dạ. Em cho chị cái vú thỏ nướng nha. Trời con thỏ có con nhúm gì mà. Dạ không có, em cố gắng. Em cố gắng em làm cho. Chị thích cái gì nó nhanh nhỏ cơ. Nhanh nhỏ chị thích, dạ. Rồi chân. Chân có, chân có, chân gà luộc. No, chị ăn chân cút. Chân cút xào nha, xào muối ớt nha. Chân chim cút quá hả chị? Ý chị nói là chân chim cút quá hả? Ồ, nó có chút xíu. Chị thích nhỏ nhỏ. À, chị thích nhỏ nhỏ. Thì em làm cho chị nhỏ nhỏ. Còn gì nữa cưng? Dạ, à, còn em quán em còn có cánh gà chi nước mắm được không chị? Ồ, được á cưng. Dạ, dạ. Có nước mắm là chị thêm chị mê đó nha. Dạ, dạ. Em cho chị cánh cào cào nha. Cánh cào cào chiên nước mắm nhé. Cánh cào cào chiên nước mắm. Mà chiên giòn giòn nhé. Chị thích ăn cái gì nó nhỏ nhỏ thôi chị. Rồi món cuối cùng là món có ốc nữa, ốc hải sản ngon lắm. Ốc ốc hương nè, ốc đu nè, ốc len nè. Có nè, ốc mỡ, ốc đỏ, ốc bông, ốc gạo. Và ốc gì? Ốc móng tay. Nha, ốc móng dạ, tay nha. Ốc móng tay nha. Rồi em đi làm gì nha chị là xíu nha. Ê đồ bé bơi. Ủa? Chơi thiệt, chơi thiệt. Nên tiếp tục chia bài đi. Chia bài nó đi hả? Ê, đồ bye bye. Ê, chia bài nó chứ. Chà tao chưa lưu quay à. Hả? Dùng lại cái chiêu hồi nãy đi. Bánh vậy à? Ốc móc tai xào nha. Chân chim cút xào muối ớt. Rồi vú thỏ nướng. Qua cái gì kì vậy? Rồi cánh cào cào chiên nước mắm. Qua mấy con môn kho không à? Chị, em mê chị quá. Tới nay bữa nay em nói em gặp được chị là hả, em đã thấy là rất là hạnh diện. Chị biết không, em thấy là bản thân là một cái con người mà khi mà gặp được một cái người mà quý như chị là một cái sự hạnh diện cho cuộc đời em. Tại vì cuộc đời em không bao giờ mà quen được những cái người mà tầm cỡ như chị. Quen dưới showbiz không? Bao nhiêu người nghệ sĩ. Cảm ơn chị. Dạ. Chị, sao chị nhìn em dữ vậy? Ngon không? Ngon chị, em ăn thấy ngon. Em có công nhận là khi mà mình đang nói chuyện rồi mình ăn cái sinh gum vô, mình cảm thấy nó sảng khoái không? Dạ sảng khoái vô cùng. Dạ. Cảm ơn chị nhiều. Dạ. Lát nữa trả tiền nha. Là sao chị? Thì ăn phải trả tiền chứ. Không thì ủa chị mời em mà, không lẽ chị tính tiền em một cái cây sinh gum? Oh no, chị có mời đâu. Khi nào chị mời chị nói là chị mời cưng. Chị để đây. Và cưng tự động cưng lấy cưng ăn thì phải trả tiền, ok? Ủa không lẽ giờ chị người nổi tiếng mà giờ chị tính tiền em có một cây sân gơm kỳ vậy? Ủa chị bán mà cưng. Cái gì ra cái đó. Bán là chị lấy tiền, chị mời là chị không lấy tiền. Này chị đâu có mời cưng đâu. Ủa vậy chị nói gì chị? Chị bán sân gơm. Cái nghề chính của chị là bán sân gơm. 10 bọc đó, sáng giờ còn nhiêu đây?
Em thấy chị. Ôi, trời ơi, nãy giờ chị vô chị kể là chị quen hết nghệ sĩ này tới nghệ sĩ kia. Cuối cùng là chị bắn single mà. Chị nghĩ chị là cái gì? Ôi, chị giống như chị Mẫn Nhi ở trên... No, chị không phải là Mẫn Nhi. Chị là mỹ nhân. Chị đẹp. Con điên. Từ hồi sáng tới giờ tao gặp bao nhiêu thứ là ba trợn vô hỏi một cái con tự tử. Xong một thằng vô nó bối tiền tao. Xong hai vợ chồng vô quýnh tan xuống á. Bây giờ mày vô mày bán xương gom hả nãy? Mày ốc móng tay, mày vú thỏ nướng hả? Ê, tao quăng chiếc đũa một cái nha. Là cái này nó thọt qua tút ngoài sau nha. Tao bán xương gom, nhưng tao kêu những đồ ăn là tao ăn, tao trả tiền đàng hoàng. Xin lỗi chị. Đồ ăn cho chị ăn nè. Dạ, mấy cái đó lầu co lầu Úc Môn Tài hả? Vậy làm Úc Môn Tài trước đi. Có rượu không? Dạ rượu, dạ có whisky, có vodka. Có Đế gò đen cưng. Đế gò đen, ok. Dạ. Chị sống thật mà. Dạ. Ông ta đây. Đế gò đen luôn đây. Rồi rồi rồi. Ai lẹ ra lẹ ra. Ây da. Có là bạn trai. Ây da. Xin mời quý khách ẩm thực đi. Ồ, quán này đầu bếp người Tàu ha. Dạ. Dạ. Món ăn ngon lắm á nha. Rồi, mời chị ăn nha. Dạ nè chị. Dạ. Hay à. Dạ. Ồ, ốc móng tay mà có mấy cái ốc này nữa. Dạ, ốc dừa. Mấy chút kỳ ta. Ủa, chị kêu ốc móng tay thôi mà. Dạ, ốc móng tay thôi mà. Ừ. Hay à. Gì chị? Sao có cái móng này nữa? Cái gì? Hả? À. Chứ có cái móng này có hột xoàn nữa nè. Hả? Là sao vậy? Trời đất ơi, gì thế cái móng? Chị đợi xíu. Ai? Ai lì à? Chị làm gì vậy? Chụp chứ. Chị chụp làm gì vậy chị? Cái chuyện của tôi. Ủa chị chụp làm gì? Ai lì à? Má ơi má, ông móng tay sao có hột xoàn? Bà ngoại, bà sao không móng tay gì mà có hột xoàn? Cái này à, kia bà chủ ra đây, kia bà chủ ra đây giờ nói chuyện. Ờ, bà chủ ơi. Ơi, bán gì vậy? À lì nó xào hột xoàn gì cho người ta ăn nè trời ơi. Tụi bay làm cái gì vậy hả? Tụi bay... xin chào quý khách, để tôi giải quyết nhân viên của tôi chút xíu. Cái gì? Hả? Ông xào ốc móng tay sao giờ cái móng tay có hột xoàn kìa. Cái gì? Móng tay làm có hột xoàn? Nói trong đây đó. Đâu chị banh ra tôi coi. Trời ơi, tôi kêu gì ốc móng tay mà sao có... có móng tay trong đây rồi có luôn cái móng có hột xoàn là sao vậy? Ê, mấy móng này đâu thấy quen quen ta. Trời ơi, ôi trời ơi, đất ơi. Cái này à, bữa thấy ở trên là bàn trang điểm của bà có mấy cái móng tôi lấy tôi bỏ vô luôn à. Trời ơi, tay của tao. Hèn chi mà tao mất nguyên một bộ móng tay, tao tưởng là con chuột nó gặp. Tao đem lấy mày nghĩ mày xào vậy cho khách ăn đó hả? Được rồi, mày biết tao nha, mày hay lắm nha. Dạ thôi xin lỗi quý khách nha. Cái món này thay vì tôi tính quý khách là chỉ là 500 ngàn thì thôi tôi bớt lấy 450 thôi à. Đây. Ê. 5 ngàn tôi cũng không trả tiền ở đó mà. Móng tay mắc mà chị. Mắc mắc cái gì? Thì tôi không còn biết. Trời ơi, người ta không chịu thì thôi. Nó nào không được thôi, lấy người ta đi. Một là đưa tôi lại 2 triệu. Gì? Hả? Mua hết đóng xin gom lại cho tôi. Hai là tôi đưa hình ảnh này lên Facebook. Ủa này chị nói chị sống thật mà sao có mấy cây mà 2 triệu dữ vậy chị? Ủa? Cái này là bồi thường. Bồi thường khách. Rồi lấy tiền ra trả người ta đi. Bao nhiêu? 2 triệu. Hai triệu. Tính luôn cái dĩa là bồi thường á, ta là 500 ngàn, đó là 2,5 triệu á, trả người ta đi. Tại đâu có bắt bồi thường đâu mà. Không có bắt bồi thường à, cái quan à mình lịch sự cái là uy tín mình trả bồi thường cho người ta. Ông ngoại chơi là xong rồi á, lấy tiền ra. Hay rồi, ok. Nói chung lần sau là buôn bán nha, là phải coi lại. Đúng rồi. Chủ quán này hả? Ai da. Ăn mặc như vũ nữ trước. Đúng rồi, bà hồi trước bắt đầu là tài phán á. Quản lý hả? Thôi quản lý nhường điên vậy. Thiếu não, gọi là cái gì, cái não nó không có bình thường. Thấy không, tôi bán xuyên gum đẳng cấp. Bye bye nha. Đúng rồi, cái gì không được để người ta đi chứ có cái gì đâu đúng không? Cái quán là làm ăn thôi, ra cái gì đó. Cái thằng quản lý là bị khùng. Còn cái bà chủ là thay một ngày 80 bộ đồ, ta tưởng bà là tài ban á, bà biết không? Trời đất ơi, bán một cái dĩa là này, không có lũ đồ ăn. Đồ ăn không có lũ thì tôi phải chế biến thôi. Chế biến sao miễn là được cho người ta ăn thôi. Cái gì không được thì thôi cho nó đi, đúng không?